Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mình ra Sông Tiền đi bào cá sủ, cá lăng, cá nhét đổ bạn ơi. Mấy ngày nay gom góp được ít tép rong nên mới bữa nay quyết định là đi bổ câu thôi bạn. Tép công thì mấy tháng nay cho mình dạng như kiếm tép khó quá bạn ơi. Kiếm mấy ngày trời mới gom góp được chút đỉnh. Tại mỗi lần mình đi mua bạn thì được chút đỉnh nè. Bữa nay ra đó nhất định phải kiếm hung ngô qua. Cảm giác kéo câu mà kéo được mấy con cá tầm 3-4 kg trở lên á, trời ơi nó phê lắm bạn ơi. Cảm giác nó khó diễn tả lắm. Cái diện câu sàn tới sàn lui đó. Nhất là mấy con cá lăng nè, cá cóc, cá nhét đồ bạn, mấy cá nó chạy mạnh. Cá sủ mà tầm đâu khoảng 4-5 kg á, trời ơi nó chì câu nặng chịch giống như bao cát vậy á. Bữa nay ra rồi đó mong bà cậu thương tình cho chúng được mẻ câu bạn ơi. Hồi năm trước dân câu lâu lâu cũng trúng được mấy mẻ coi đã ha. Nhất là cái lúc mà bận cá sủ 5 kg đó, cậu phụ cái lưỡi câu có chục xíu à, dính cá sủ 5 kg, bạn coi bao phê luôn ha, phịch lên phát trắng giờ luôn. Bởi vậy thăm câu là đôi khi là cái cảm giác nó gọi là gì, đỉnh cao phê nhất là chỗ đó bạn. Giống như mấy cặn thủ mà dạng mình đi câu cá gì đó, dính mấy con hung rô không, cẩu lên một kiểu dạng cẩu nó không nổi á, đọt cằn con quýu quýu. Giờ không xàm nữa, tranh thủ dọn ra Sông Tiền thôi, kiếm hung rô mới được. Còn cái đường khu vực ở trong mình bạn thấy chạy thấy ớn không, cong cong quẹo quẹo quá. Đi cuốn câu thôi bạn ơi, do bữa nay không đủ mồi rồi, tép rộng rồi hôm á, chết quá thì chết, nên bữa nay được có 200 mấy câu rồi bạn, chắc khoảng 220-230 câu à, bó tay luôn rồi. Rồi ngày thì mấy anh em mình giăng 400-500 câu lận, nói chung là bữa nay giăng được hơn nửa câu đó bạn ơi, hên xui nha, tép rộng rồi hôm chết quá thì chết, mà tép chết mình đâu có móc câu được, bó tay thì chứ. Đây là một cái làng báo nè. Mong bữa nay bà cậu thương tình thì trúng mánh đó bạn ơi, chứ có 200 mấy câu này cũng đuối đuối lắm à, chứ không có chơi đâu. Ai biết được bạn, thời tới cảng nổi sao phải không? Có lúc mà cá đi ăn mạnh mà dăng 500 câu hay 600 câu cũng thua à. Lúc mà hên mà cá đi ăn mạnh ngay chăng cái luồng cá rồi hả? Dù 200 câu cá cũng dính lia lịa à. Quan trọng là cá nó có đi ăn hay không đó bạn. Thường dân mồi tép công thì nói chung là dính đầy đủ mặt cá hơn, như cá nhét, cá lăng, cá sủ, cá sa hú, nói chung là dính đầy đủ luôn các bạn. Còn mình dân mấy cái mồi khác giống như là ốc bu vàng á thì nó hơi chua lắm. Là ốc bu vàng chủ yếu dính cá nhét với cá lăng các bạn ơi, cá sa cũng dính nhưng cái là tỷ lệ nó thấp lắm. Tới rồi, tới phao ở trên kia là
mấy chú đang quay cá cho cá ăn, cái quay cá mồi gì vậy. Tôi là bác Tài ơi. Chào. Rồi tới luôn. Hai dân dằn bờ bạn ơi. Chúng ta lằn cho nhét. Bữa nay tậu cho lão một cái nón lá thật là xinh xinh. Nắng muốn cháy già luôn. Ngày mưa quá trời mưa mà sao nắng ghê, dễ sợ. Lớn hàng. Bữa nay cái nhát cái lằn nhiều lắm mày nha. Chát thợ nè. Lên. Chưa, còn xa lắm, 10 phút nữa. Quán kìa, gói dây kìa. Tập trung chuyên môn đi. Chuyên môn nè. Gói là hình trơn bạn ơi. Rồi lên đá. Tao phải nói là lên neo. Tao hết nói lên đá, cục đó là cục đá. Đâu cãi, câu không cãi. Không cãi làm sao vui. Quá trời trong xanh này. Trời bữa nay nắng đẹp nào lão ơi. Nắng thấy bà đó đẹp. Hy vọng là hôm nay mình sẽ có cái gì gọi là sao đây. Nói chung là có thành quả cao đi. Rửa giọt coi. Thủ tục quan trọng trước khi xúc cá bạn ơi. Rửa giọt. Cậu lùa lùa cá bự như con bà cậu ơi. Cậu nha bạn, lên nhé. Lên. Lên câu thôi. Ta phải chuẩn bị lên cá nè. Lên câu, lên cá luôn. Đó, hết mồi đó. Có hết mồi là có hy vọng bạn. Đó. Hết mồi hết chỗ. Hết mồi. Ủa không còn mồi nào luôn. Sao vậy? Đó. Trời ơi, nó quất mất tiêu đầu tép luôn nội mẹ ơi. Trơn luôn còn cái vỏ á. Ủa còn con nè. Tươi rối luôn. Rồi sao thấy tép không vậy? Lên cá đi bà cậu ơi. Gần tới giờ mỏ ngát cái lăng đâu ta. Bữa nay xét mỏ luôn á. Tép chết chưa. Ủ nha. Nó chết mà nó ngỡm củ tỏi mà nó đợt ché luôn. Dạ đồng đồng, dạ đồng hát quê tôi. Dạ. Rồi. Trời ơi, cái bụi nhùi luôn rồi. Tép cái bụi nhùi gọi ghế lục bình vậy. Chưa thấy cá chạy bạn. Cá đâu. Mình tép không vậy? Kẹo vậy. Hết mồi nữa rồi đó. Có hết mồi mới có hy vọng á. Kìa, nửa kìa hai lử rồi đó. Ủa, gần tới giả mỏ nè. Canh me chăn giả mỏ mà. 200 mấy câu là chủ yếu 8 con đâu có lăn đâu, khoảng 2 ký là đủ tiền mồi mà. Con ngỗng nó kêu quá trời kêu rồi. Lên tép. Đá. Lên cục gạch rồi. Mới nói là lên cục gạch. Hồi đó cá nhiều bạn, mấy cái lưỡi câu mà sát cục gạch này lúc nào cũng có cá chứ. Còn giờ nó hiếu hiu. Thường là cá nó hay ở mấy cái dạ mỏ nè. Bữa nay ông lão ông ủa ông canh ngay cái dạ mỏ luôn đó. Trời, hy vọng cá hy vọng sẽ tán đỏ, sẽ tán một con cá. Mình cứ gọi đây lên cá. Căng với trời. Nãy giờ ông gỡ gì không lão? Gỡ cá coi. Bình vô không? Kìa. Hết mồi nhiều lắm á. Thấy hết mồi nhóc trơn luôn kìa. Mà không có con cá nữa hết. Ở tép nó quất tiêu đậu trơn luôn á. Không được rồi. Bà cậu ơi cho con xin đi. Tán con lấy lòng tin lên coi. Được rồi nè, nó quất tổng đầu không à. Còn cái vỏ không à. Mà con cá sát út đó. Công nhận bữa nay là nó ăn hết trơn mồi luôn á. Đó nữa kìa. Này cái đầu giùm cổ người ta không thấy cá nó. Sao nó ăn rồi nó không ở lại kỳ vậy? Bệnh phát bất tử luôn.
ông xong rồi đại dương ơi. Nói vậy thôi bạn ơi, chứ nó tới ổ rồi dính lìa lìa à. Gỡ mỏi tay luôn. Nhấn tăng chùa bà đanh trời. Ông rửa tay, ông rửa mặt, ông xả xui coi lão. Xả xui coi, ấm ba la xìu, ấm ba la xìu. Tới cục đá nữa kìa. Nước nó quặn quá, dồn câu luôn. Dây có nồi luôn mày. Thiệt tình chứ. Tình bắt hình gì là sao đây ta? Bắt mạch đi lão. Cái với thằng kia bà cậu nói. Cây số. Để kéo hết gì câu này không có cá nào trời. Làm cái chuyện đó rồi bà. Nó nói với văn ngồi tấm công cỡ nào cỡ cũng có à. Không trúng thì thắt thôi chứ dễ gì chuyện không cá. Trời, không trúng thì thắt. Ừ chứ không chuyện không cá đâu thiệt. Có bù vàng mà thấy chứ làm nhiều lúc mình như ông tám thăm bạn là không có con cá nào luôn á, hoài á. Mà tấp công mà dễ gì phản nữa. Rồi bữa nay chắc nghi quá. Buồn bằng thuốc đỏ rồi quá. Hai chú cháu chắc bữa nay bể đầu thiệt rồi. Cứ từ từ. Lỗ tiền ngồi còn bể đầu nữa. Rồi không lẽ bữa nay bể đầu trời không có con cá nào cha. Bắt mạch thử coi lão. Bữa nào giờ dân công là tấp công chưa giờ chuyện không có cá mà. Bắt mạch lại. Bắt mạch lại lần nữa thôi. Cái gì con thấy nó rung vô vậy chứ ạ. Con cá bạn ơi. Cá hay gì mà con dữ vậy? Nha. Con cá. Bèo hay vậy? Con thấy con gì nó rung rung luôn á. Trời ơi, cái gió thổi nó con đường ơi. Ai con cá chạy thiệt. Con thấy con dây rung rung luôn đó. Con bị tê rồi đó. Ngát hay lăn đây. Rung luôn. Rung thiệt chứ bộ. Ủa tán cá lăn đâu khoảng 7-8 ký cổ đã lắm trời. Là bể xong tiền luôn. Em ơi em đâu rồi? Sao đấy, sao cái xà lan luôn mới ghê nè. Tập lóng nậu tôi rối. Đó, đó gần tới đó nha. Đâu 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 đó đó. Gần tới rồi đó. Tập trung vào chuyên môn. Xà dữ tạ không là cá khủng trời. Dám lắm á. Chứ hồi nãy là con thấy cọng dây nó rung luôn á. Tới đâu bạn? Đó, nó rung luôn kìa. Còn đó, đó nhịp nhịp kìa. Thấy chưa? Bà đã cảm giác nó khuê nè. Con chưa lên tới luôn. Trời ơi, hồi hộp. Hồi hộp vậy. Hồi hộp quá. Chừng cái hồ đó. Ủa. Bán con siêu to khổng lồ á. Siêu to khổng lồ mới bù lại được chứ. Tiêu đang tép luôn vậy. Chuẩn bị nha bạn. Đó đó. Trời ơi con cá ngát. Má ơi cá ngát. Xúc phạm người dân câu chứ. Vậy mà làm ghê trời. Thiệt chứ bộ. Cọng dây ha nó giật tực 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 luôn á. Thả luôn. Nhỏ quá bạn ơi. Đi đi ca. Nhỏ quá cho nó đi đi. Dính nằm trên nó đập chứ. Trên mà. Rồi, rồi nhỏ quá mình cho nó đi đi. Hẹn gặp lại nha. Trời. Nói gì câu dính cá ngát xứng đáng chứ. Thôi rồi lắm ơi. Không hết gần con cá ha. Có chứ bộ. Tưởng cái gì dính sát cục đá là má ơi. Hàng gì thấy nó nặng cũng chì chì lắm, cũng đâu cá cũng bự. Không dám đâu thiệt bộ nãy con thấy con dây nó cũng ginh luôn á. Cái khoảng này mình giăng gần bờ nè. Nó đứng còn cá nữa bạn ơi. Hy vọng có dấu hiệu đó. Hy vọng là cá bự tán lên còn cá ngát như nãy nữa. Cừ lộn ruột nè. Cừ chắc đau bụng luôn á. Dân câu đã ít có 200 câu mà còn dính cái gì đâu. Không dính con cá mới nở hôm qua luôn. Tôi xanh như nó canh cá mà ăn về ra mặn ăn luôn. Về ra mặn luôn. Tép ra mặn mua thêm một miếng thịt ba rọi nữa. Trời ơi quạt lưỡi câu luôn ghê không. Vậy là con cá bự lắm nó quét lưỡi câu rồi đó. Mới bệnh đó con đường. Bệnh gốc hả? Ừ.
Để cá nó chạy ngay ăn cứu nó câu luôn trời. Ồ, tép mình săn. Rồi cục đá nữa rồi, cục gạch nữa rồi. Lên thêm một cục gạch nữa. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì là sao? Bình lên cái coi. Sao chưa thấy hồi âm mà. Thêm gu nữa hả bạn ơi. Mới tực 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 mà. Có khi nào nó mới ăn không? Ừ. Nó mới ăn á, mới cắm vô á. Bình lên coi. Bình lên con cá. Dượng tám đi, hâm lưới hay dượng tám? Bữa nay dượng tám thả lưới gì vậy? Đó, con kia bâu nè. Đó. Rồi dính. Tao đây thấy ông con bán thịt mới vậy mới dính cá đó. Bán thịt trâu dính cá không? Con đi bán thịt trâu mới dính con cá. Ừ, cá sủi nó vàng luôn. Đó, vàng cháy. Đây. Quá trời vàng luôn rồi. Rồi chuẩn bị hết câu luôn bạn ơi, có 200 câu kéo xíu xíu à. Tới luôn. Ừ, 200 câu dính hàng cá sao trời. Hên xui. Tiếu chứ nào dân câu có gặp cảnh này. Bữa nay quá lỗ đầu rồi. Lỗ đầu nặng luôn á. Không, bữa nay nếu mà tép nó không chết nhiều bạn dân 400-500 câu có khả năng kiếm được. Đợi dân 8 mình cuốn lưới rồi mình mới tiếp tục. Tại lưới của dân 8 đè lên câu mình rồi. Dân cái phào chắc chắn hết câu rồi. Đó. Vậy cái phào đó đó, cái phào trắng đó là hết câu rồi. Đây là đó có chút xíu chừng trăm mét nữa gì hả lão? Mấy mét nữa vậy. Rồi. Thấy kéo không à? Thấy kéo. Cá dân câu rồi, dân lưới không có mà dân câu không có luôn. Câu thấy mày gửi hoài mà không có. Nãy biết nãy giờ bà nghĩ rồi được mấy. Rồi tiếp tục. Một con tép nữa. Nãy giờ ông lão ông gỡ tép không à? Gỡ được có một con cá sủ. Sao vậy? Rồi. Tới con chúa luôn. Tới không đã không có cá còn bị mất gốc nữa. Lên chưa? Lên rồi phải không? Cái dây phao nó dài quá bạn ơi, trâu chứ. Quải cả linh hồn. Lên. Đó đó, hay cộng vậy nó rung mình nữa đó. Trời con tép kìa. Con tép đá luôn. Này bể độc thiệt tình chứ. Để bữa nào cũng nhất định phải lấy lại những gì đã mắc bạn ơi, phục thù lại mới được. Ê ê ê. Gì vậy? Cá bự, cá bự, cá bự. Tự nhiên lưới hả? Cá bự, cá bự. Thiệt. Tập trung chuyên môn nè, đứng lên. Thiệt. Đứng lên. Đúng không, tưởng đâu chú tám kéo lưới, giết cái lưỡi. Cá bự lắm à. Nghe không? Phục thù là cái. Đó 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 kìa kìa. Ơi cái nào phịch lên phát chục ký không trời. Hồi hộp hồi hộp. Hộp nha bạn. Hồi hộp. Hết câu rồi. Hồi hộp là chờ đợi thấy không? Ăn thua là cái phút cuối nữa nè. Đó đó đó. Hết câu. Ông làm sao mà kéo hết câu mà không thấy cái gì chắc cừ xỉu luôn quá. Cái phào trắng là hết rồi bạn, sát bên đó. Cám. Đó cái phào đó là hết câu rồi đó. Nè không, dùng câu nhịp nhịp nè. Lú là cái neo từ lột của cái ông cá thì kinh nghiệm bao năm nay của tôi dẫn hoài. Dẫn hoài nãy giờ đó. Nó. Má ơi tán lên cái hồ 20 kg rồi. Hồi hộp quá lão ơi. Sao im ngu vậy? Tim đập hồi hộp rồi đó. Tới luôn rồi kìa. Mà tới cái phao á. Nó. Đó. Tới cái phao luôn rồi đó. Sao không thấy hồi âm gì luôn á? Trời ơi, kìa kìa kìa. Cá bự mà. Trời ơi. Trời ơi. Tới cái phao luôn á. Tới cái phao luôn. Đó. Chuyển phải là thắng. Con này con đuổi tiền mồi rồi đó bạn. Ông khám là con đực hay con cái vậy? Cái. Ui. Ồ đã bạn ơi, nuốt lử. Hết sảy con bạn. Hết sảy luôn rồi, hết sảy. Rồi rồi. Ngon lạnh bạn. Chưa nó. Câu cá. Dục vô tuổi không? Hai con cá lấy lợi vốn rồi. Hết câu. Hết lỗ, hết lỗ. Con cá tưởng đâu nó kéo mà tưởng đâu
cá bông lưới dính vô cầu chứ sát bên cái thùng luôn á. Hết rồi, hết rồi, chết bạn ơi, tưởng lỗ đầu rồi, chuẩn bể đầu rồi chứ. Bởi dân câu ở đây được cái là vậy bạn, dính cá sủ bự bự cái là đủ chân mò. Thấy chưa, nhờ con la đó. Bị lên neo rồi. Quá đã, quá đã. Bởi dính những lúc hết cầu gì đó, cảm giác nó bơ phê. Không nhận đá gì đâu vậy. Gặp văng gần bờ nè bạn. Bởi vì những cá bự bự dính cảm giác con sàn gì câu ghê lắm. Hồ quý hiếm rồi. Rồi, chuẩn bị lên đây bà con ơi. Chương trình chuẩn bị kết thúc. Cà tới số, bạn nãy quên coi con mắt nó có không. Ủa, hình như con mắt nó bị lé lé rồi. Con mắt nó bị lé rồi. Trời ơi, tép trong rồng. Rồi, xong. Lên. Kết thúc chương trình. Rồi. Kéo lên. Sao đâu rồi trời. Nó ở tuốt ở trời đá làm sao kìa. Khi qua nó dài thăm thấm gì chơi. Công nhận không ngờ dính cái sổ bự mà. Hết cầu hút được nó mà. Rồi bữa nay ông Hoàng văn câu hay ít quá. Bài cá dính hay ít. Bạn thông cảm nha. Để bữa nào đủ mồi đi văn 400-500 câu bạn coi cho nó đã. Đó, cái phao tới thì kìa đó. Kéo một bụi chợ tới sao. 80 thước. Ồ, cá này kéo đá rồi chọc rồi. Mới dính cầu á. Tưởng đâu chú Tám không lưới móc vô không chứ. Tưởng móc lưới không à. Ừ, cái vuông á. Dặn nó mới dính cầu bởi nó mạnh. Ủa, con cá nó lé thiệt luôn á trời. Giờ về thôi bạn ơi. Bữa nay ngon lành ha. Thôi khúc cuối. Tán còn đó không đủ tiền mồi rồi. Ở đây được là vậy các bạn, cá sủ nó có giá, dính mấy con hơi trọng trọng chút là được, ngon lành. Bữa nay văng câu do tép nó chết các bạn nên văng được có 200 câu à, nên cá dính hết các bạn em thông cảm nha. Để bữa nào gom góp đi kiếm đủ tép rồi đánh một chặng lớn thiệt lớn cho bạn coi cho nó đã. Kia là cái ghe đục của bạn mua cá hồi nãy trên bè của ông bà Hai á, họ cặn cá xong rồi họ chạy về đó. Còn cá nãy dính bằng thấy có kéo cái gì câu tưởng đâu dính lưới không à. Ủa, cảm giác nó phê lắm mọi người, bao phê luôn á, làm mình giật mình luôn á. Đó là đại ca liêm mình đó bạn, đàn cú lưới neo đó, như là đại ca tùng mình đó. Còn xa xa đằng kia là đó là chú Thanh đó, cũng nhận lưới cá sát á. Tờ đạt gian lưới cá sét câu không ạ à? Rất đông đầu đó chờ đi ra không vàng cháy. Ở đây bạn thấy không, tới nước ở đầu là tay cũng đi cuốn câu cuốn lưới dân, nhìn cái sông xuồng ngư dân còn vui á. Múc chỉ cà tha chứ không biết ai đó, như đại ca lộc phải. Đại ca lộc thì cũng thả lưới cá mì dinh bạn. Rồi, về tới bến tập kết quyền thoại rồi cả nhà ơi. Đó, tới rồi, bè luôn rồi. Xa xa đằng kia là anh Lộc. Anh Lộc với ai đó đang cuốn lưới neo gì á. Bữa nay anh Lộc thả lưới neo rồi, không có thả cá mè dinh. Rồi, tới nhà. Không thấy ai cho mình tới nhà, bữa nay không ai đón mình trơn lão ơi. Đây là thành quả nè các bạn, được hai cá sủ. Hai con cũng trông trọng ha, con này bự nhất nè, con này hên nè, coi thử có mắt không. Nhưng còn cái ngát nãy thả rồi, nói chung được ba con đó bạn ơi. Con sủ ngon ghê không, trắng bóc chập phá lửa. Cùng cá là muốn đá dữ bạn ơi, nó kéo câu bầu phê. Còn cá sủ này, cá sủ đực nè, nó vàng óng ánh không, dạng như nghệ không. Để hôm nào mình kiếm mồi mình đi bào bữa mới được, kiếm Hugo rồi. Hugo thật sự 3-4 ký lên bạn coi cho nó đã. Mình cũng xin kết thúc clip đây ha, chúc các bạn xem clip vui vẻ nha.
để coi liên hệ với mối tép rồi coi họ gom góp vài ngày các bạn đủ mồi bắt đầu mình đi giăng nữa, bào nữa, nhất định phải lấy lại những gì đã mất. Rồi chào bạn nha.